Dù loài động vật khá phổ biến và quen thuộc với mỗi chúng ta, tuy nhiên có rất nhiều điều lạ và thú vị về chúng mà chúng ta chưa tìm hiểu hết. Dưới đây là 5 loài rùa lạ nhất thế giới có thể bạn chưa biết. Rùa cổ dài phương Đông. Rùa cổ dài phương Đông là một loài rùa cổ dài phổ biến, còn được gọi dưới tên khác là rùa cổ rán phương Đông. Độ dài của cổ rùa tỷ lệ thuận với chiều dài mai rùa. Trong một số trường hợp, cổ loài rùa này có thể dài bằng mai của nó. Loài rùa này thường được tìm thấy ở các khu vực nước ngọt nội địa, các hồ ở phía nam Australia. Rùa cổ dài phương Đông là loài động vật ăn thịt. Thức ăn của chúng bao gồm cá nhỏ, côn trùng, giun, nòng nọc, ếch. Rùa đầu to. Rùa đầu to thường sống ở vùng núi các nước Đông Nam Á. Loài rùa này có mai màu nâu nhạt và tương đối trơn mượt. Đầu của chúng rất lớn, không giống với các loại rùa khác. Phần đầu của rùa đầu to không thể thụt vào mai, nên nó được phủ một lớp các mảnh sừng rất cứng để tránh các tổn thương gặp phải khi va chạm. Rùa đầu to sống tại các khe suối, nơi dòng nước chảy chậm. Chúng thường nghỉ ngơi vào ban ngày và đi kiếm mồi vào lúc sầm tối hoặc ban đêm. Rùa mũi lợn. Rùa mũi lợn là loài rùa nước ngọt duy nhất có cấu tạo chân trèo giống loài rùa biển. Chúng thường sống ở khu vực Australia và New Guinea. Đặc điểm nổi bật của loài rùa này là có chiếc mũi đặc biệt, hình dáng khá giống mũi lợn. Với đặc điểm này, chúng có thể dễ dàng hô hấp khi nhô lên khỏi mặt nước hoặc hoạt động trên cạn. Rùa mũi lợn cũng có thể bắt con mồi dưới nước tốt hơn với các chuyển động nhạy cảm của chiếc mũi. Rùa cổ ngắn bụng đỏ. Rùa cổ ngắn bụng đỏ là loài vật khá đáng yêu, thường được nuôi để làm cảnh. Mai rùa cổ ngắn bụng đỏ có màu cam ở viền bên ngoài và phần giữa bụng, màu sắc sẽ nhạt dần khi rùa trưởng thành. Loài rùa này thường sống ở dưới nước, chỉ lên bờ khi làm tổ hoặc muốn phơi nắng. Rùa gai. Rùa gai thường sống ở khu vực Đông Nam Á. Chiếc mai của loài rùa này khá đặc biệt, mai có cấu tạo hình răng cưa và bên trên mai có nhiều mũi nhọn. Răng cưa và mấu nhọn của rùa gai lúc đầu rất sắc và sẽ bị mài mòn theo thời gian. Những đặc điểm này chính là vũ khí bảo vệ bản thân khi rùa gai còn nhỏ và nhiều khi cũng là một hình thức ngụy trang khi mà hình dạng của chúng khá giống một chiếc lá cây.